Andrew Nguyễn. Về lào thì Jackson. Hai điểm đầu tiên của trận đấu được ghi cho các cầu thủ. Bây giờ sẽ là đợt tấn công đầu tiên của Sài Gòn Heat ở trong trận đấu hôm nay. Tình huống ném rổ đầu tiên của Lê Ngọc Tú. Tình huống phòng ngự liên phòng vừa rồi của cầu thủ Sài Gòn Heat đã thành công. Và cú ném 3 điểm thành công tiếp theo của Hồng Gia Lân. Hồng Gia Lân bóng bên tay của Nguyễn Thành Nhân. Billy Jackson, anh đã ghi 2 điểm cho City Wing và đó là tình huống end one. Billy Jackson đã bóng bên tay của Henry Nguyễn. Billy Jackson thêm 2 điểm nữa cho City Wing. Billy Jackson đang chơi rất tốt từ đầu trận đấu đến giờ. Lúc này thì Anthony vẫn đang là các cầu thủ City Wing của chúng ta của lượng chiến mạnh không thành công. Nhưng vẫn đang là các cầu thủ City Wing. Hai pha ném xa thành công, hiệu suất 100%. Tân đã chuyển sang chơi vị trí số 1. Lê Ngọc Tú cú ném 3 điểm của Lê Ngọc Tú. Một pha phối hợp rất tốt của các cầu thủ Siêu Nguyên và nó là một tình huống chạy bài rất hay. Và đây sẽ là cú ném 3 điểm của Nguyễn Quỳnh Hải, không thành công. Phạm Duy Hậu. Lewis. Anh đã đánh lừa được hàng phòng ngự của City Wings. Trong môn, lúc này thì bên phía City Wings, Lê Công Tuấn Anh đã được tung vào sân. Cú ném bóng có trong môn, thêm 2 điểm nữa cho City Wings. Lê Công Tuấn Anh. Vì là Jackson không thể vượt qua được Darius Lewis nhưng vẫn đang là các cầu thủ City Wings. Và City Wings đã có thêm được 2 điểm nữa với Hồng Gia Lân. Hồng Gia Lân đã thoát khỏi được sự truy cản của Quốc Thành nhờ tình huống cản người của Darius. Và sau đó là cú ném rổ thành công của Lê Ngọc Tú. 5 lỗi cá nhân và bị trút người thi đấu. Trong khi ngày hôm nay thì ở trong trận đấu đầu tiên họ chỉ phạm mới một lỗi cá nhân mà thôi. Tình huống cướp bóng của Duy Hậu. Lê Ngọc Tú. Hồng Gia Lân cú ném ở ngoài vạch 3 điểm và đã thành công. Hồng Gia Lân đang có được cảm giác đấu rất tốt. Đây là cú ném 3 điểm. Lại là một tình huống pick and roll của Darius Lewis. Và sau đó chính anh là người đã kết thúc đường truyền của Hồng Gia Lân. Và đi bóng rất nhanh của Ngô Tấn Trung, nhanh lại để tuột quả bóng và để cho Sài Gòn giành lại được quyền cứu sống. Nhưng bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ City Wings. Những nỗ lực của Nguyễn Quốc Thanh đã giúp cho City Wings giành lại được quyền cứu sống bóng. Và Trần Quang Minh đã giúp cho City Wings có thêm 2 điểm nữa với Lewis. Việt Anh Ôm. Việt Anh Ôm thực hiện pha đột phá và truyền về cho Darius Lewis thực hiện cú ném một cầu liên của mình. Sài Gòn Heat đã thành công trong phương án phòng ngự 1-1 vừa rồi. Nhưng sau đó thì họ đã không thể thực hiện tình huống tấn công nhanh. Triệu Hoàng Minh, cú đánh xa của Triệu Hoàng Minh, bóng đá vào rổ. Đó là điều mà những người hâm mộ của City Wings. 1-1 đã đẩy các cầu thủ City Wings xa khu vực vòng 3 điểm. Và vừa rồi thì Triệu Hoàng Minh đã buộc phải tung ra một cú ném xa khi anh không có được một vị trí thật sự thuận lợi. Sau đó thì đội trưởng Viet Ano bên phía Sài Gòn Heat đã bị phạm lỗi. Heat vừa có 2 sự thay đổi người. Nhưng trận đấu sẽ bị tạm gián đoạn bởi vì hai cầu thủ Billy Jackson và Darius Lewis vừa rồi đã có những tình huống tranh chấp với nhau. Thậm chí là Billy Jackson còn đã thủ thế để chuẩn bị chờ đợi một tình huống tấn công của Darius Lewis. Chúng ta hãy xem. Như vậy là Darius Lewis đã bị trước quyền thi đấu ở trong trận đấu này. Và Billy Jackson cũng vậy. Hai trung phong của hai đội đã phải trả một cái giá quá đắt cho tình huống tranh chấp vừa rồi của mình. Ngô Tuấn Trung bóng đến vị trí của Nguyễn Quốc Thanh. Trọng Bồn đã để mất bóng.
Nhưng anh đã ngay lập tức giành lại được quyền kiểm soát bóng cho Sinh Nguyên và thực hiện. Đó là một tình huống mà Gia Lâm đã làm rất tốt nhiệm vụ mà Việt Idol. Tiếp tục làm tình huống đột phá nữa của Việt Idol. Và anh đã mang về 2 điểm cho Sài Gòn Heat. Đúng là khi không còn Derrick Lewis nữa thì các cầu thủ Sài Gòn Heat. Lê Công Tuấn Anh đã ghi thêm 2 điểm cho Hồ Chí Minh City Queen Vũ Trùng. Trận đấu được tiếp tục. Lê Công Tuấn Anh, Lương Chí Mạnh, Jump ball đột phá và lên rổ. 2 điểm nữa cho Hồ Chí Minh City Queen. Với những cầu thủ Quỳnh Hải vẫn đang thực hiện và đột phá, nhưng anh đã truyền bóng cho Anthony Võ. Bây giờ là Hồng Gia Lân. Các vị trí của Sài Gòn Heat bị bắt rất sát và Hồng Gia Lân đã quyết định thực hiện tình huống đột phá. Jump ball đang đối mặt với Phạm Duy Hậu. Vẫn đang là Jump ball. Lương Chí Mạnh. Pha đổ thành công của Lương Chí Mạnh. Các cầu thủ Sinh Quyên đã kết bóng và một pha lên đổ thật đáng tiếc là không thành công. Vẫn đang là Sinh Quyên. Jump ball. Lương Chí Mạnh thực hiện quả ném xa, bóng đã vào rổ, thêm 3 điểm nữa cho Sinh Quyên. Điểm số tiếp tục được kéo giãn. Pha ném xa thành công nào? Triệu Hoàng Minh. Lương Chí Mạnh đã ghi thêm 2 điểm nữa cho Hồ Chí Minh Sinh Quyên. Quyên vào lúc này phải nói là khá đơn giản với Lê Công Tuấn Anh ở khu vực dưới rổ. Thêm 2 điểm nữa cho City Wing. Và tiếp trong bồn đang bởi Duy Hậu bắt rất sát. Anh đã thoát qua thành công nhưng lại để mất bóng. Tình huống sử dụng động tác giả để qua người rất tốt của Phạm Duy Hậu. Andrew Nguyễn. Và lần đổ thành công của Đội Nguyễn giúp. Thời gian còn lại của đội thứ hai không còn nhiều. Và có thể sẽ là một tình huống đột phá để ghi điểm luôn của Lê Ngọc Tú. Và anh đã thành công. Một khoảng cách 11 điểm đã được các cầu thủ đội khách những chút lại bàn Hồ Chí Minh. Và anh đã mắc một cái cá nhân. Anthony Võ lúc này lại là người đang chơi ở vị trí số 5 của Sài Gòn Heat. Như chúng tôi đã đề cập thì Brano Hồ Tuấn Trung. Hồ Tuấn Trung đã để cho Lê Ngọc Tú cướp được bóng. Thêm một cú ném 3 nữa của Việt Idol. Và bây giờ thì Việt Idol sẽ có cơ hội để thực hiện 3 quả ném vàng. Từ lúc này thì anh vẫn đang cáo lỗi với quý vị khán giả về sự cố này khi mà chương trình của chúng tôi bị gián đoạn do sự cố mất điện tại nhà thi đấu CS. Có lẽ là cơn mưa lớn ở ngoài trời tại khu vực quận 7 đã ảnh hưởng không ít đến hệ thống điện. Tuy nhiên lúc này thì chúng tôi đang cảm nhận được một bầu không khí rất tuyệt vời tại nhà thi đấu CS khi mà các cổ động viên họ cũng đang bật đèn flash từ những chiếc điện thoại của mình để và có những tiếng vỗ tay động viên tinh thần ban tổ chức cũng như các cầu thủ để có thể tiếp tục bước vào trận đấu. Quỳnh Hải, Vũ Anh, Lê Ngọc Tú, tình huống đột phá vào khu vực bản rổ của Lê Ngọc Tú và anh đã mang về 2 điểm cho Sài Gòn Heat. Thắng chung cuộc với điểm số sát nút. Đã chịu phải sự tác động của Lương Chí Mạnh trong tình huống bật nhảy vừa rồi. Và sau đó là cú đột phá và bản rổ cũng không thành công của Hồng Gia Lân. Cơ hội tấn công dành cho City Wing. Thêm 2 điểm nữa dành cho Lương Chí Mạnh. Duy Hậu. Tình huống thi đấu thiếu tập trung của Lê Ngọc Tú. Cuối cùng thì Việt Anh đã sửa sai cho đồng đội. Hồ Tuấn Trung. Henry Nguyễn. Nguyễn Thành Nhân đang bị Việt Anh bắt rất sát ở dưới rổ. Nhưng lần này anh đã lên rổ thành công để ghi tên Triệu Hoàng Minh. Henry Nguyễn. Bóng bên tay của Triệu Minh nhưng không có cơ hội để thực hiện cú đánh xa. Thành Nhân đã để mất bóng rồi cho Sài Gòn Heat. Đây là Duy Hậu và anh đã ghi được 2 điểm cho đội chủ nhà.
thành công của Triệu Hán Minh. Hôm nay là rất thông minh. Lúc nào cũng sau một cú lên lỗi thành công của Piano, nhưng vừa rồi thì thủ quân của Việt của Sài Gòn Heat đã gặp phải một tình huống va chạm rất mạnh sau pha dẫn bóng của Ngô Tấn Trung. Màn solo banh nhưng lại không để ghi điểm. Dù vậy thì Sinh Viên vẫn có thêm 2 điểm nữa. Triệu Hán Minh lượt chiếm ảnh lên đổ thành công để có thêm 2 điểm nữa cho City Wing. Họ đã có được điểm thứ 60 ở trong trận đấu. Đáp của và Thùy Võ nhưng không có lỗi. Và đó là điều kiện không tốt của Hồng Giai Lưng. Và phối hợp rất đẹp bắt của các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wing, và người vừa ghi điểm là Lương Chí Mạnh. Quỳnh Hải cú bắn 3 điểm của Quỳnh Hải thành công. Hồ Tấn Trung, Triệu Hán Minh. Triệu Hán Minh vẫn đang bị các cầu thủ sao hít theo kèm rất sát, nhưng vừa rồi anh đã có thể vượt qua được Quỳnh Hải để lên đổ thành công và ghi thêm 2 điểm. Anh Huy Võ cú bắn 3 của anh Tony. Cơ hội cho City Wing lại là Lương Chí Mạnh, và anh đã tiếp tục ghi điểm cho City Wing. Thêm một cú bắn ba nữa của Anthony Võ và lần này của anh. Các cầu thủ City Wing đã giành lại được quyền kiểm soát bóng. Ngô Tấn Trung, Henry Nguyễn đã bị phạm lỗi, bóng vào rổ và trọng tài xác định đây là tình huống N1 quyền kiểm soát bóng. Lương Chí Mạnh và ném xa thành công của Lương Chí Mạnh. Điểm số lại tiếp tục bị kéo giãn và nỗ lực can thiệp đã giành lại được quyền kiểm soát bóng cho mình. Lương Chí Mạnh pha bóng với đây Công Tuấn Anh, tình huống là đổ thành công. Đó là một pha bóng. Lê Ngọc Tú, nỗ lực của Lê Ngọc Tú đã rút ngắn. Thành công dành cho Lê Ngọc Tú. 2 điểm được tính cho Lê Ngọc Tú và anh sẽ có thêm một quả ném phạt nữa. Đó là tình huống trong trận đấu ngày hôm nay. Hồng Gia Lân còn lại 7 giây ném rổ. Bóng bên tay của Trọng Bôn, 2 điểm nữa cho Hồ Chí Minh City Wing. Đó là Nguyễn Á Đô cú ném xa không thành công. Hồng Gia Lân không có điểm và trận đấu đã kết thúc với điểm số 79-74 nghiêng về phía Hồ Chí Minh City Wing. Đến trận đấu ngày hôm nay của mùa giải 2017, thất bại đầu tiên của Sài Gòn Heat ở trong mùa giải năm nay.